Quý vị và các bạn thân mến, sốt ở trẻ em luôn là mối quan tâm của rất nhiều bậc cha mẹ, nhưng ít ai biết được rằng bột sắn dây cũng có tác dụng giảm sốt rất hiệu quả. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do, giảng viên cao cấp Học viện Quân y, Phó Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam tìm hiểu về công dụng của sắn dây trị sốt cho trẻ em. Xin chào ông ạ. À. Xin chào. Vâng. Thưa sốt ở trẻ em thì có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên thì trong những tình trạng sốt mà kéo dài và chúng ta không điều trị kịp thời hay là dứt điểm thì nó sẽ gây những hậu quả như thế nào cho các bé? Sốt là một phản ứng của cơ thể. Yeah. Uh, chống lại những cái tác nhân lạ hoặc có gì vấn đề gì không bình thường trong cơ thể. Trẻ em nhiệt độ bình thường, nói chung người của chúng ta khoảng 36 độ rưỡi đến 37 độ rưỡi là bình thường trên ba rưỡi là bắt đầu có biểu hiện sốt mà trên ba độ rưỡi là phải can thiệp. Yeah. Đấy. thì sốt ra nhiều nguyên nhân mà do viêm nhiễm rồi do cảm vân vân. Nếu sốt cao quá thì chúng ta phải có can thiệp của y tế của tây y. Nhưng mà đây tôi nói là trong cái điều kiện chúng ta sử dụng yêu cổ truyền à, dân gian y học bản địa thì chúng ta cũng có thể ngay khẩn trương lúc đó bé chưa biết nguyên nhân gì cả yeah. chưa kịp đi bệnh viện thì ta cũng có thể hạ sốt cho bé bằng các cái bột sắn dây hoặc là lá sắn xây khô. Yeah. thì sắn dây là một cái loại thì thuốc nam thực sự mà nói là nó là món ăn bình thường yeah. cung cấp bột và có nhiều chất dinh dưỡng có nhiều axit amin nhiều khoáng chất và có nhiều chất có lợi cho cơ thể chúng ta đặc biệt trong chữa giải nhiệt giải cảm thì bản thân nó tác động tới các cái, cái can thận và phế mà và nó là tính rất là hàn và là mát hay có điều là chúng ta dùng thì nếu mà lá khô thì khoảng 12 16 g sắc uống nhưng mà thôi bây giờ thống sắc có bột sắn dây. Thế thì đơn giản là chúng ta pha cho bé một cái cốc nước có bột sắn dây khoảng 20 g bột và có thể cho tí đường hoặc là cho lát chanh chẳng hạn. Thì cũng là hạ nhiệt cho cho bé, hạ sốt cho bé rất nhanh. Vì bản thân nó là tính hàn mà và chúng ta pha uống ngày có một lần hoặc hai lần như thế. Vâng. Và lúc đó sau đó chúng ta có thể đến bác sĩ để chẩn đoán vâng. điều trị thông thường các bé khi mà bị sốt cao thì những ông bố bà mẹ đặc biệt là Việt Nam thì thường hay có số thói quen là cho con sử dụng kháng sinh thậm chí là còn chưa biết rõ bệnh của con như thế nào nhưng mà trước mắt thì cứ sử dụng kháng sinh cái đã điều này cái ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của các bé vậy thì chúng ta đã biết thêm được một thông tin nữa đó là có thể sử dụng bột sắn dây à, tuy nhiên thì có thể chúng ta lưu ý gì không và chống chỉ định với những bé từ khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Vâng bột sắn dây thì phải nói là rất nhiều ích lợi yeah. cho cả người lớn và trẻ em nhưng mà trong thời gian vừa qua thì có nhiều lời đồn đại là uống sân dây hại dạ dày yeah. thì điều đó là không đúng ừ. và uh, chúng ta biết nó là tính hàn cho nên chúng ta ở những người mà ở tạng hàn hoặc là chúng ta uống quá nhiều đi làm một ngày chúng ta làm cho hai ba cốc liền thì tất nhiên sẽ bị tiêu chảy à, đi làm. Yeah. mà cái đấy cũng bình thường thôi mà uh, bản thân nó là tính hàn thì đối với người bình thường mà uống quá đi hai ba cốc cũng đã là bị rồi uh, trời bình thường còn nếu trời mùa hè hai cốc thì không là cái gì cả hoặc lao động nắng thì không sao cả hoặc là bị sốt cao thì tôi nghĩ rằng nó chỉ lưu ý là hoặc là bản thân trong đó nó có nhiều cái khoáng chất cho nên đối với những người mà dễ bị cơ địa xỏ thận ấy, cũng hết sức lưu ý là ừ. không không nên uống thường xuyên và không nên uống nhiều dạ. đấy thì đấy là những lưu ý mà chúng ta dùng sắn dây với cái liều nhất định và ngày chỉ uống một cốc quả khai là cùng dạ đấy. cảm ơn rất nhiều về những thông tin này ừ. Thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu thông tin về công dụng hạ sốt cho trẻ em đối với bột sắn dây. Và nếu như quý vị có bất kỳ một thắc mắc hay băn khoăn nào thì chúng tôi luôn luôn sẵn lòng giải đáp thông qua địa chỉ mail của chương trình dịp cầu y tế.sta.gmail.com Còn bây giờ, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.